Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành, huyện Như Xuân đã có nhiều phần việc cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương, để cùng với các cấp chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Cựu chiến binh Thanh Hóa ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin hoạt động hội. Mới đây, tại huyện Ngọc Lặc, cụm thi đua số 1 của Hội Cựu chiến binh tỉnh gồm 11 huyện miền núi đã tiến hành hội nghị giao ban cụm, đánh giá kết quả phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh và bỏ phiếu bình chọn đơn vị tiêu biểu đề nghị các cấp khen thưởng năm 2023. Trong năm 2023, Ban chấp hành hội các cấp luôn quán triệt, nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác thi đua khen thưởng trong công tác hội. Coi đây là một động lực quan trọng thúc đẩy Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện đạt kết quả cao những nhiệm vụ đề ra. Ngay từ đầu năm, tổ chức hội các cấp đã tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua năm 2023 và triển khai đồng bộ các biện pháp, không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ chính trị của hội. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện một số mô hình mới, hiệu quả như xây dựng chi hội không còn hội cựu chiến binh nghèo, tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tổ cựu chiến binh 3 chủ động, tổ cựu chiến binh tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tại hội nghị 3 cụm thi đua có 21 hội cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố tiêu biểu được lấy phiếu tín nhiệm đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh, Ủy ban nhân dân tỉnh có các hình thức khen thưởng năm 2023. Nhằm giúp giảm tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở cổng các trường học, từ năm 2014, Hội Cựu chiến binh phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa đã triển khai mô hình cổng trường đảm bảo an toàn giao thông. Đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, tình trạng mất an toàn giao thông đã giảm đáng kể. Các bậc phụ huynh thuận tiện hơn trong việc đưa đón con đi học, qua đó giúp nâng cao ý thức chấp hành giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông cho học sinh và các bậc phụ huynh và đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự tại cổng trường học. Mô hình cổng trường đảm bảo an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh ban đầu được thí điểm tại phường Ba Đình, đến nay đã được nhân rộng với 56 tổ cựu chiến binh tự quản tại các trường học ở 25 xã, phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, mang lại hiệu quả tích cực. Đường thông thoáng, không còn hiện tượng chen lấn, chính là động lực để các cựu chiến binh tiếp tục đóng góp công sức trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, kỷ cương. Thưa quý vị, thực hiện phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh xã Bãi Trành đã tập trung triển khai nhiều mô hình thiết thực, nhiều mô hình cải tạo vườn tạp, vườn rau sạch theo thời vụ. Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, qua đó góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mặc dù là một xã thuộc huyện miền núi Như Xuân, điều kiện phát triển kinh tế còn yếu, nhưng với sự quyết tâm, sự nỗ lực của nhân dân và cấp ủy chính quyền, năm 2022, xã Bãi Trành đã có 8 trên 10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, một thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đóng góp vào kết quả này có vai trò không nhỏ của các hội viên hội cựu chiến binh của xã. Thực hiện phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh xã Bãi Trành đã vận động hội viên và nhân dân đóng góp tiền, ngày công xây mới 7 nhà văn hóa, sửa chữa 2 nhà văn hóa thôn, hiến 860 m² đất, trồng gần 200 cây bóng mát, tham gia xây dựng, cải tạo hơn 7 km đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, hàng rào xanh với tổng chiều dài 3 km. Năm 2023, Hội Cựu chiến binh giao cái phần việc cụ thể. Cái thứ nhất là cải tạo vườn tạp. Cái thứ hai là xây dựng cái vườn mẫu. Cái thứ ba nữa là xây dựng cái hố xử lý rác thải của hộ gia đình. Đặc biệt là xã Bãi Trành, sau khi được giao nhiệm vụ thì xã làm từng liệt kê đến từng hộ gia đình. Những hộ gia đình nào chưa có thì xây dựng cái phương hướng để cho các hộ tiến hành xây dựng. Thì đến giờ phút này là xã Bãi Trành làm rất là tốt. Nhiều cái gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là nhiều cái gương như đồng chí là hội viên Đỗ Văn Kết, là một bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, để vận động các hộ gia đình hội viên xây dựng hố rác, xây dựng đóng góp những cái phần mà do nhân dân đề ra để rồi xây dựng cái nông thôn mới.
Cựu chiến binh Đỗ Văn Kết là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 3 xã Bãi Chành, huyện Như Xuân. Với dáng người nhỏ bé và đôi mắt luôn ngời sáng, chứa chất tâm huyết của một người lính, ông Kết đã không quản mưa nắng, ngày đêm đến từng nhà người dân trong thôn để tuyên truyền vận động, giúp mọi người hiểu rõ những thuận lợi khi thôn xây dựng nông thôn mới. Từ đó, cùng nhau góp công, góp sức, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tất cả mọi công việc dù lớn dù nhỏ đều là bàn bạc, dân chủ công khai, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Do đó là từ cái nghị quyết chi bộ họp triển khai ra đến đồng bộ, ra đến nhân dân là bà con thấu hiểu và đồng tình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với tôi là với cái phong cách của anh bộ đội Cụ Hồ, miệng nói tay làm chứ không có đứng chỉ tay năm ngón, mà vừa nói là ít nhưng mà làm thì nhiều hơn, để bà con nhân dân người ta cùng đồng bộ thực hiện cùng với mình. Cái thứ ba là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới là cá nhân là phải là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là tài chính kinh tế của nhân dân là phải tập thể quyết định. Hai nữa là công khai kịp thời, bà con phấn khởi, và từ đó các cái công cuộc tiếp theo sau nữa là bà con cũng rất đồng tình và ủng hộ. Nhà văn hóa thôn 3 của xã Bãi Chành được xây dựng khang trang sạch đẹp với tổng số tiền hơn 870 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều do người dân trong thôn tự nguyện đóng góp. Chính sự đồng thuận trong nhân dân đã giúp cho thôn 3 nhanh chóng về đích thôn nông thôn mới và năm 2023 đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là thành quả rất đáng tự hào của nhân dân thôn 3, trong đó có sự đóng góp không nhỏ công sức của cựu chiến binh Đỗ Văn Kết trong việc huy động được sức dân để phục vụ cho dân. Cựu chiến binh Đỗ Văn Kết và rất nhiều đồng chí cựu chiến binh khác bằng tâm huyết, trách nhiệm đã thể hiện được vai trò của người cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới. Một trong những hội viên đi đầu trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới phải kể đến là cựu chiến binh trong xã nhà. Với tinh thần đấy thì rất nhiều cựu chiến binh mặc dù đã trải qua chiến trường, thương binh tàn tật nhưng mà cũng đóng góp vừa công sức vừa tiền của để ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Có những hộ là đóng 12-13 triệu đồng với hội viên hội cựu chiến binh để tham gia xây dựng nông thôn mới. Và bình quân mỗi hộ chúng tôi vừa xây dựng thôn mới kiểu mẫu xong của thôn 3 là 3 triệu 8 trên một nhân khẩu để xây dựng nông thôn mới. Thì đấy chính là cái ý nghĩa vai trò rất quan trọng trong cái công cuộc vận động nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới phát triển, đời sống của nhân dân cũng không ngừng được cải thiện và nâng lên. Chính vì vậy, các hội viên hội cựu chiến binh xã Bãi Chành đã tiên phong tìm tòi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi để tăng thêm thu nhập. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Phương, thôn 10 xã Bãi Chành là một trong những hộ dân đi đầu trong việc tìm tòi, đưa về những giống cây trồng cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với đất rừng vùng núi Như Xuân. Hiện ông Phương đang có 6 hectare cao su và hơn 4 hectare trồng bưởi. Mô hình kinh tế của gia đình ông cho thu nhập mỗi năm sau khi trừ chi phí khoảng hơn 350 triệu đồng. Kinh tế vững là nền tảng để ông Phương tiếp tục đầu tư thêm những cây trồng con nuôi mới trong phát triển kinh tế, đồng thời có điều kiện để hỗ trợ anh em, bạn bè cùng phát triển kinh tế. Quá trình mình làm nhiều năm này thì cũng đúc rút từ cái thực tiễn ra. Mình áp dụng sách vở chỉ còn 50% tới lại, còn cụ thể nhất là mình thực tế từ khâu chăm bón, khâu cắt tỉa cành, thu hoạch. Mình đúc rút lại kinh nghiệm đấy thì sau này mình san sẻ cho anh em bạn bè đến. Ai người ta cũng hỏi thì tôi cũng bảo đấy thôi làm kiểu đấy. Thì các bác mà theo mà có kinh nghiệm hơn thì chia sẻ với tôi, mà không thì tôi chia sẻ đấy về anh em ta cùng đúc rút ta làm. Thì đến giờ phút này nói chung là cũng hiệu quả nó được theo cái ấy, cũng mỹ mãn theo cái ấy của mình. Thì cái chủ yếu là để cùng nhau phát triển kinh tế thôi. Hiện nay hội cựu chiến binh xã Bãi Chành đã xây dựng được một câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, có 20 trang trại gia trại do cựu chiến binh làm chủ với thu nhập bình quân từ 200 triệu đồng mỗi năm trở lên. Hội cũng đã xây dựng được nguồn quỹ hội để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế với mức lãi suất thấp hoặc không lãi. Đến nay quỹ hội có 237 triệu đồng. Đã cho 30 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt, phải thực hiện trong thời gian dài. Hội cựu chiến binh xã Bãi Chành tiếp tục nhân rộng điển hình, mô hình cựu chiến binh đang đảm nhận các phần việc xây dựng nông thôn mới, động viên và khuyến khích phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, phấn đấu trong năm 2023 có thêm 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cựu chiến binh Thanh Hóa xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!